Năm 2022, bước chào sự xuất hiện của một thương hiệu mới. Mang trong mình sứ mệnh trở thành đơn vị nòng cốt song hành cùng tập đoàn Hải Phát và các chủ đầu tư phát triển kinh doanh các dự án bất động sản khắp Việt Nam. Trách nhiệm, hiệu quả, tận tâm, chúng tôi là Hải Phát Homes. Kế thừa tinh hoa từ thương hiệu mẹ, cùng sự chèo lái vững chắc của đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Hệ thống nhân sự mang trong mình đam mê, nhiệt huyết. Tại Hải Phát Homes, chúng tôi không ngừng kiến tạo và phát triển, cung cấp những giải pháp kinh doanh hiệu quả cho chủ đầu tư. Song hành cùng các đại lý phân phối, chung sức đồng lòng sẻ chia lợi ích, cùng đem tới cho khách hàng những bất động sản đáng sống và đảm bảo giá trị tài sản gia tăng bền vững theo thời gian. Hải Phát Homes, nhà phát triển và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp và tận tâm.